Thưa thầy. Alo, Alo. nghe Vâng, đây. thưa thầy. Em tưởng thầy bận. Thầy cho em hỏi một câu được không ạ? Ừ. Vâng. Cái phần PLM ấy, thì thường thì mình tạo PLM, mình thay đổi cái cycle là biến thay đổi mà mình làm từ trước rồi ạ. Nhưng bây giờ giả sử như là mình muốn tạo một cái xung tạo ra nhiều cái xung PLM mà nó dịch pha nhau ấy, nó cùng chu kỳ, cùng đi theo cycle, cùng chu kỳ, nhưng mà nó bị dịch, nó bị lệch 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 pha nhau ấy, Ừ. thì thầy có thể recommend giúp em xem là mình có thể làm cách nào không ạ? Cũng là một cái câu hỏi. Thực ra thì ở đây nó có, theo tôi nghĩ là nó có hai giải pháp. Một là nếu giả sử cái vi điều khiển nó hỗ trợ đấy, có những loại vi điều khiển nó hỗ trợ làm cái đấy bằng phần cứng luôn đấy. Thì chúng ta dùng cái phần cứng của nó. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta phải tự làm những cái dịch pha đó thì chắc là phải dùng PWM cộng với cả Tamer rồi. Chắc là em đang làm về 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 đa mức đúng không? Đa mức với multi-level đúng không? Cái đây là cái phương pháp điều chế dịch pha ấy à, thì em chưa thấy có, nghĩa là em nghĩ thì chưa thấy, em chưa tìm giải pháp trên mạng, nhưng mà nghĩ là thì em có thấy có một vài giải pháp là mình có thể trigger ấy à. Mình có cái master slave ấy, thì mình có thể trigger để cho mình điều khiển hai cái timer đồng bộ với nhau à. Nhưng mà một cái vấn đề xảy ra là khi mình trigger như vậy, nghĩa là mình làm chậm, nghĩa là mình đồng bộ hai cái timer nhưng mình bị delay cái thông thứ hai. Nhưng mà cái vấn đề sẽ là khi mà mình thay đổi cái user, mình thay đổi cái phase shift này, thì lúc đấy mình đã phải reset lại tất cả cái timer của mình thì nó không hay. Từ từ đấy nhé, bây giờ là cái câu câu hỏi của em là dịch pha là dịch pha xung PWM à? Vâng ạ, nghĩa là muốn giả sử như dễ nhất là mình có một cái xung có duty cycle 50% và em muốn bê nguyên cái xung đấy, em dịch đi một đoạn mà 60 độ chẳng hạn, thì mà cái biến điều khiển của em đây giờ là nó sẽ là biến dịch pha. Bây giờ đây nhé, lấy thử một cái ví dụ như thế này. Thực ra là cái đấy nó cũng tùy thuộc vào từng cái ứng dụng hay là từng cái nhu cầu nghiên cứu cơ. Chẳng hạn như là em cần là làm một cái nghịch lưu alpha đúng không, thì em cần phải tạo ra ba, tức là đơn giản nhất là sin PWM đúng không. Vậy thì em cần phải, tức là mình vẫn chỉ cần một cái xung răng cưa thôi, nhưng mà mình so sánh với ba cái sóng hình sin, và cái sóng hình sin đó thì mình có dịch pha đúng không, ví dụ 120 độ chẳng hạn đúng không. Vâng, nhưng mà em vẫn chưa hiểu ý thầy lắm. Mình cho anh Thế 300 nhá, thì bây giờ là nó các bạn là tôi đang cần phải hỏi lại em cho nó chắc về cái câu hỏi của em. Ví dụ như là thế này, tức là chúng ta làm nghịch lưu ba pha chẳng hạn đúng không, làm nghịch lưu ba pha thì đơn giản nhất là chúng ta dùng cái sin PWM. Sin PWM thì là chúng ta lấy cái hình sin đúng không, chúng ta lấy cái hình sin, sau đó thì là chúng ta mới đem so sánh với cả cái xung răng cưa đúng không nào, và ba cái sóng hình sin lệch nhau 120 độ chúng ta so sánh với cả xung răng cưa thì chúng ta ra được các xung PWM. Thế thì bây giờ là cái câu hỏi của em đặt ra là làm thế nào để tạo ra được ba cái hình sin và lệch nhau 120 độ, hay là thế nào? không ạ, không, cái ý là làm sao để mình có thể tạo, giả sử như mình có một cái xung PLM và em xung PLM là xung sóng xung vuông ấy ạ, và em muốn tạo ra một cái xung cũng PLM như vậy nhưng mà nó bị dịch đi một đoạn bằng góc, bằng một góc nào đấy, thì em vẽ hình ra cho thể hiểu cái phương pháp điều chế phase shift Tức ạ. là bây giờ này, ý là chùm cái chùm xung PWM đấy em muốn dịch pha nó đi đúng không? Vâng ạ, đúng rồi, em muốn dịch cái Ừ. sự trùng xung ấy đi. Nó cũng là một cái câu hỏi mà chắc là nó sẽ liên quan đến cái technique mà mình sử dụng cái vi điều khiển. Tôi thì tôi chưa gặp cái trường hợp đó bao giờ. Thế thì để xem nào. Có tôi nghĩ là thế này, mình có thể xuất phát từ cái câu chuyện là làm thế nào để em có được cái trùng xung PWM đó đúng không. Thường thì là trùng xung PWM của mình ấy
sẽ chính là lấy cái sóng mang và tức là gọi là cái gì nhỉ? Cái sóng mang so sánh cả xung răng cưa. Đúng không? Tiếp cứ bật cái mic lên để chúng ta trao đổi cho nó nhanh. Vâng ạ, đúng rồi. Ừ. Thế thì bây giờ ấy, sau khi mà em so sánh sóng mang với cả xung răng cưa xong ấy, thì em sẽ có được một chùm xung PWM. Và bây giờ gọi là nhu cầu của em là muốn dịch cái chùm xung PWM đó đi. Vâng. Một cái theo một khoảng thời gian hoặc là một cái góc nào đó, đúng không? Mà mình có thể điều khiển được. Ừ. Thế vâng. Bây giờ là cái giải pháp mà chúng ta liệu có thể nghĩ đến là thay vì tôi dịch cái chùm xung PWM thì tôi dịch cái sóng mang có được không? Vâng ạ, đúng là cái giải pháp đấy em đang tiếp cận, nhưng mà mình dịch cái sóng mang đó nó rất là dở. Bởi vì là mình dịch đi cái sóng mang đấy, nhưng mà khi mình thay đổi cái đi cycle, khi mình đang thay đổi cái phase shift ấy, thì lúc ấy mình chẳng biết là mình phải nó đến đến đâu rồi mà để mình dịch đi đấy ạ. Nghĩa là khi mình thay đổi cái đi cái phase shift ấy, thì mình sẽ phải reset lại tất cả hệ thống của mình ạ. Hello. Cái này cũng không đơn giản lắm nhé, bởi vì thế này này, cái sóng cái sóng PWM đấy là nó là một trùng xung mà tôi nghĩ rằng là cái duty của nó thay đổi theo cái sóng mang. Đấy. Thế thì bây giờ nếu mà em muốn dịch cái trùng xung đấy đi, có nghĩa là em cần phải lưu cái trùng xung đó lại, em mới dịch được nó đi. Đúng không? Lưu trùng xung nó lại ạ. Ừ, thế bây giờ ví dụ như là bây giờ em muốn dịch cái trùng xung đấy thì tức là gì? Cái đầu tiên là mình có một trùng xung mình phát ra, sau đấy em mới dịch cái trùng xung đã phát ra đi một khoảng thời gian nào đấy. Thế thì cần phải có một cái gì đấy để nhớ nó lại, đúng không? Rất là mình có thể làm một điều đấy không ạ? À? Trong thực tế em chưa gặp anh nghĩ, như vậy anh nghĩ, là. Anh nghĩ. Vâng, là mọi chuyện dễ dàng rất nhiều nếu như mà mình có một cái technique này. Nghĩa là nếu như mà mình có thể so sánh một cái xung giám giác của thung xung sóng mang của mình, cái xung răng cưa của mình ạ, với lại cái capture compare register cùng một lúc, thì nó sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà em lại thấy là những cái nó giờ lại không hỗ trợ cái đấy. Thì các đồng ý không ạ? Nghĩa là bây giờ mình có thể, nếu như mình có hai cái, mình có thể so sánh cùng một cái xung tam giác với lại hai cái sóng, hai cái xung, hai cái giá trị. Vâng, thì mình sẽ làm được điều đó. Mình không phải reset cái gì cả, mình vẫn có thể điều khiển được cái. Đây nhá, bây giờ này này, cái mà tôi nảy ra ở trong đầu ngay sau khi mà hiểu được câu hỏi của em ấy, đấy là tôi sẽ dịch cái sóng mang nó đi. Đúng không? Đúng không? Tôi dịch được sóng mang, đúng không? Vâng. Đấy. Thì thực ra ở trong ví dụ như là này nhé. Bây giờ thì tôi chuyển sang tôi dùng MATLAB, tôi lập trình là chủ yếu. Thì ví dụ như là em muốn dịch sóng mang thì em chỉ làm một cái khâu trễ bao nhiêu bậc, bao nhiêu bước ở đấy là xong, đúng không? Tức là lấy cái khâu 1 trên Z ấy. Em cần trễ bao nhiêu thời gian thì em lấy từng đấy khâu 1 trên Z ấy, đúng không? Đấy. Thì như vậy là mình sẽ dịch được sóng mang đấy. Và sóng mang sau khi dịch thì mình vẫn so sánh với cả cái trùng xung răng cưa, là mình có thể coi như là mình dịch được cả cái trùng xung PWM đấy đi. Nhưng mà cái duty cycle nó sẽ khác nhau ấy ạ. Nhưng mà khác nhau bởi vì em mình chỉ có dịch cái sóng mang đấy. Ví dụ như là này, em làm một cái hình sin em so sánh với cả một cái sóng răng cưa, đúng không? Một hình sin em so sánh với sóng răng cưa. Thế thì bây giờ cái hình sin đấy em dịch đi 120 độ hay là em dịch đi bao nhiêu độ? Thì là nó sẽ tùy thuộc vào cái lập trình em đưa vào bao nhiêu khối 1 trên Z, đúng không? 1 trên Z. Trong trường em hỏi thêm một xíu là nên em thì không nghĩ vậy, bởi vì là khi mà mình dịch cái tần số răng cưa của mình sẽ lớn rất nhiều so với tần số của hình sin nha. Vậy khi mình dịch đi một loại bao nhiêu thì nó vẫn là thẳng mà. Chứ nó đâu có thay đổi giá trị đâu à? Không, em dịch từng giá trị của cái sóng mang ấy chứ.
Ví dụ này nhá, cái chu kỳ điều khiển của em nhá. Bây giờ này này, cái sóng mang của em là sóng hình sin, ví dụ 50Hz chẳng hạn, đơn giản là 50Hz đi. Đấy. Thế thì bây giờ là cái chu kỳ điều khiển của em là 200 là 500Hz hay là một kỳ ở kia chưa là 500Hz đi, để cho nó là 10 lần đi. Đúng không? Vậy thì bây giờ là em dịch cái 500Hz có nghĩa là em đang chia cái sóng hình sin của em ra thành 10 điểm. Thế em muốn dịch đi 10 điểm đấy nào, để xem là 10 điểm đấy. Nếu mà là 50Hz thì là 20 mili giây. Đấy, 20 mili giây. Và nếu mà em chia tần số điều khiển của em là 500Hz có nghĩa là em sẽ chia cái sóng hình sin đấy thành 10 điểm. Như vậy 10 điểm có nghĩa là mỗi một cái điểm nó lệch nhau là 20 mili giây. Đúng không? Thế ví dụ như là em trễ cái sóng hình sin đấy đi 3 lần thì em có nghĩa là em sẽ trễ được 6 mili giây, em dịch nó đi được 6 mili giây. Có phải không? À, vâng. Em chưa thử cách này. Cái này em là phase shift ở trong điện tử công suất đấy. Vâng. Pha. Vâng. Thế thì thực ra thì để xem nào. Ở trên mạng nó không có cái ở trên mạng này thì nó chỉ có lý thuyết về phase shift thôi đúng không? Chứ nó không nói về kỹ thuật đúng không? Nên hiện tại thì em chưa thấy ai làm trên đó. Có thể có nhưng mà em chưa tìm được. Thực ra như tôi tra ở đây thì về cơ bản người ta vẫn là dịch cái sóng mang chứ không phải dịch cái xung PWM. Vâng ạ. Thế thì để em thử cái giải pháp đó. Để xem nào. Một cách đơn giản thế này nhé. Em cái xung 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 điều chế, tức là cái sóng mang của em ấy, nó có dạng đặc biệt gì không? Xung điều chế sóng mang ấy. Nó là cái nó em tính toán cái duty cycle của em ấy. Và nó sẽ thay đổi rất là nhanh, nó thay đổi khá nhanh. Thay đổi khá nhanh nhưng mà nó có dạng hình sin, nó có dạng hình gì hay là hình gì không? Hay là nó chỉ là sóng thẳng số nào đó thôi? Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào cái tải hay là cái gì đó nhưng mà nó... Không, nó được tính ra từ bộ điều khiển PI, em không rõ nó là hình gì okay. Nhưng mà nó được tính ra từ bộ PI. Tính ra từ PI. Một chút tôi có cái bảng. Nên nói chung là vi điều khiển nó là một công cụ và cách mà chúng ta dùng nó như thế nào, ứng dụng nó ra sao trong từng cái bài toán cụ thể nó lại là một cái câu chuyện nó cũng không hề đơn giản lắm. Vì nó liên quan nhiều đến những cái nhu cầu của việc nghiên cứu.
Cho nên nó cũng không có một cái công thức gì chung cho chúng ta để chúng ta có thể làm, hay là chúng ta bảo là với những trường hợp như thế này chúng ta phải làm này, cái kia phải làm cái kia, đúng không? Đấy, à, xem nào. Xem màn hình em thấy chưa? Thế rồi ạ. Để chúng ta bàn gọi là thảo luận với nhau nhé, xem cái giải pháp nó như thế nào nhé. Ví dụ bây giờ là chúng ta có cái cứ giả thiết nó như thế này đi. Ví dụ đây cái xung răng cửa của em đây đúng không? Vâng ạ, đúng rồi. Đây là bây giờ ví dụ như là em có một cái sóng mang có cái hệ số điều chế nó có cái dạng như này. Đúng không? Thế bây giờ em muốn dịch cái đường màu xanh này đi đúng không? Thành cái dạng như này đúng không? Ý là cái này cái gì? Vâng ạ. Đúng không? Thế thì kết quả của chúng ta sẽ ra được là hai cái chùm xung. Ví dụ một chùm xung tương ứng với đường màu xanh thì nó ra một cái chùm. Xong rồi một chùm xung tương ứng với đường màu đỏ thì nó ra cũng một cái chùm như thế. Nhưng mà nó bị dịch đi một cái khoảng thời gian từ đây đến đây. Cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian là T shift mà em muốn tạo ra, đúng không? Đúng rồi ạ. Ừ. Thế thì ví dụ như là cái đường màu xanh. Cái đường màu xanh là em có cái M1. Đúng không? Thì em cho nó qua khâu Z mũ trừ N thì ra M2, trong đó N nhân với cả TS thì control đi, thì C đi thì bằng T shift thì ra N sẽ bằng là T shift là cái thời gian mà em muốn dịch chia cho TC. Được không? Tôi nghĩ có đơn giản quá không? Thôi nhỉ, không nghĩ như này. Nhưng mà cái tính chính xác của nó ấy à? Nghĩa là khi mình dịch như này thì mình không phải dịch bằng phần cứng mà mình dịch bằng phần mềm đúng không? Còn độ chính xác của này nó sẽ chính là bằng cộng trừ TC. À. Đây là độ phân giải, cũng chính là độ chính xác luôn. Vâng, nghe nó có lý nhỉ. Vâng, cảm ơn thầy. Sao em không nghĩ lại bây giờ? Trước em cứ nghĩ là mình dịch cái xung răng cưa cái đi cơ. Em không nghĩ cái việc này. Cả em tại dịch xung răng cưa, dịch xung răng cưa làm sao mà em dịch được? Bởi vì ví dụ cái dịch này của em nhé. Thực ra mình vẽ ở đây thì trông nó thế này. Nhưng mà cái xung răng cưa ở giữa cái đoạn T-shift này thì nó tần số nó rất là nhiều, đúng không? Tần số rất là cao, làm sao em dịch cả cái chùm đấy đi được? Vâng, em cảm ơn thầy. Ok, rồi. Thưa thầy, con có một cái nữa thì khi mà thầy làm trong thật ạ, thì có lẽ là lúc nào thấy cũng phải đo nhiều giá trị, nhiều mình phải đo nhiều cái tham số ấy. Thì ừ. Nhưng mà nếu mình đo lần lượt thì chắc là nó sẽ mất thời gian mà nó còn không đúng nữa. Thì ừ. Không đúng so với cùng một thời điểm ấy. Thì có cách nào thì trong thực tế thì thầy
thể làm một cái technique nào đấy hoặc là cách nào đấy để mình có thể đo nhiều giá trị cùng một lúc mà, hoặc là cái MCU có thể hỗ trợ không ạ, cái gì đó không ạ? Cần phải xác định một cái câu chuyện như thế này này. Nếu em chỉ có một MCU ấy, thì cái việc mà tính toán của em nó vẫn là tính toán lần lượt, đúng không? Vâng ạ. Có nghĩa là em giống như là em có một cái bộ não, thế thì đương nhiên là cái việc xử lý dữ liệu của em nó cũng là lần lượt. Đấy. Chỉ có điều là một số người thì não phản ứng rất là nhanh, cho nên là người ta có thể phản ứng lại với cả các công việc mang tính chất là giống như là tức thời, thế nhưng mà bản chất ở bên trong người ta vẫn cứ là lần lượt. Giống như là chúng ta một tay vẽ hình vuông, một tay vẽ hình tròn ấy, thì cái bộ não của chúng ta nó điều khiển lần lượt, nhưng mà có những người thì người ta đều nghĩ về tay trái xong ngay lập tức người ta nghĩ về tay phải, là cuối cùng là người ta có thể vẽ được cái hình vuông hình tròn ở trên hai tay, đúng không? Bây giờ cái câu chuyện là mình cần phải làm thế nào để đo được cái sao cho nó nhanh, và làm thế nào để tránh cái việc là đo lần lượt mà nó ảnh hưởng đến cái việc điều khiển, đúng không? Cái vấn đề của em nó sẽ đặt ra một số những cái việc như thế này. Cái thứ nhất là em chọn cái tần số điều khiển là bao nhiêu. Nếu em chọn cái tần số điều khiển này là đủ nhanh để có thể phản ứng lại với cả các hành vi ở bên trong hệ thống của em ấy, thì cái việc em đo lần lượt nó không ảnh hưởng gì hết cả, đúng không nào? Bởi vì rõ ràng ấy, trong một cái chu kỳ điều khiển nhé, tức là control, trong một cái control sample này này, là mình đã phải tính đến cái việc là đo, đúng không? Một là đo này, đo thì đo gồm nhiều thứ, ví dụ đo đến đây chúng ta mới hết kết thúc cái việc là đo, đúng không? Sau đó thì đến đây thì chúng ta là dùng cái kết quả đo này chúng ta tính toán điều khiển control. Sau rồi ra đến đây thì chúng ta nào là xử lý một số những cái tác vụ nó mang tính chất là phụ, ví dụ auxiliary chẳng hạn, đúng không nào? Thì chúng ta vẫn còn cái này là cái khoảng thời gian này trong một chu kỳ điều khiển, cái này là gọi là redundance hoặc là cái thời gian dự trữ reserve cho cái việc truyền thông, việc hiển thị cái gì đó. Như vậy là đây là một cái chu kỳ điều khiển của em thì nó đã bao gồm như thế này rồi. Thế thì mình chọn chu kỳ điều khiển theo cái nghĩa như nào? Mình chọn chu kỳ điều khiển để mình gọi là trên cái quan điểm là gì? Là chúng ta giả thiết rằng trong chu kỳ điều khiển này thì mọi thứ mà chúng ta làm việc ấy là nó được giả thiết là hằng số. Hay nói cách khác là nó thay đổi đủ nhỏ để chúng ta coi nó là hằng số. Có đúng không? Đúng rồi, tiếp. Vâng ạ, đúng rồi. Thế thì có nghĩa là cái việc mà em đo cái gì ở đây đi chăng nữa thì em đều phải giả thiết rằng là cái FC này của em nó đủ nhỏ để em coi những cái quá trình đo này, những cái giá trị đo này nó là không đổi ở trong cái khoảng thời gian FTC này của em, đúng không? FC thì bằng là 1 trên FC, đúng không? Nó phải giả thiết như thế này thì em mới có thể điều khiển được, đúng không nào? Nếu mà em để cái TC này nó quá lớn hay là nó quá nhỏ thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy là cái chất lượng điều khiển của chúng ta nó có thể nó sẽ bị ảnh hưởng, hoặc là cái gọi là computational effort của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, đúng không? Nếu mà cái thằng TC này nó quá nhỏ thế thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái thời gian tính toán rồi thời gian dự trữ vân vân, những việc ở đây. Còn nếu mà thằng TC này nó quá lớn thế thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó cái TC này nó quá lớn để mà chúng ta có thể giả thiết rằng là những cái đối tượng mà chúng ta đo hay là đối tượng mà chúng ta làm việc nó bị biến đổi nhiều rồi. Đấy, cho nên là cái giá trị điều khiển của chúng ta nó sẽ không mang tính cập nhật đúng thời điểm của nó nữa. Đấy. Thế nếu mà em đã giả thiết như thế này rồi thì cái việc mà em đo này này, việc mà em đo này này, đấy, là em đã coi như là các cái giá trị này coi nó là cùng một thời điểm. Cái giá trị mà em đo được là xét ra cùng một thời điểm. Bởi vì em đã coi là cái giá trị mà mình làm việc là không đổi trong cái khoảng thời gian TC này. Có đúng không? Đấy là mình phải giả thiết như thế. Thế thì bây giờ nó có câu chuyện là thế này này. À, nếu giả sử cái đối tượng mà mình cần điều khiển ấy nó lại biến động khá là nhanh, và cái chu kỳ TC này của chúng ta cần phải ép sao cho nó phải bé đến minimum có thể, đúng không nữa nào? Đấy, bé nhất có thể. Thế thì rõ ràng ấy, nếu chúng ta cứ lần lượt đo, đầu tiên tôi đo giá trị thứ nhất, đo giá trị thứ hai, đo giá trị thứ ba, đo giá trị thứ tư, tức là bốn cái phép đo mà nó cứ tuần tự nhau như thế này, thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ mất là bốn cái chu kỳ, ví dụ bốn chu kỳ máy chẳng hạn, đây, đúng không?
mất 4 chu kỳ máy như thế này. Thế thì nếu mà mất 4 chu kỳ này thì nó lâu quá, nó sẽ ảnh hưởng sang cái khoảng thời gian còn lại để phục vụ cho việc tính toán. Thế bây giờ ấy, có một cái giải pháp như thế này, là ở trong các cái vi điều khiển bây giờ ấy, là nó cho phép chúng ta là lấy mẫu song song. Nhé, lấy mẫu song song. Bình thường đối với cả ADC chẳng hạn thì bao giờ nó cũng trải qua hai cái bước. Một là chúng ta đi là sampling. Đấy, sampling. Và sau đó thì đến convert. Đúng không nào? Đấy, tức là đầu tiên là chúng ta sampling, tức là chúng ta capture cái giá trị mẫu đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ biến đổi cái giá trị mẫu đó thành cái giá trị số. Đúng không? Cái này là chính là capture. Đấy. Thế thì rõ ràng ấy, nếu mà chúng ta đo một mẫu, tức là đo lần lượt. Đấy, đo lần lượt 4 giá trị. Thế thì như vậy là chúng ta mất 8 cái công đoạn như thế này đúng không? Tức là giá trị thứ nhất nó sampling xong nó convert ra được một giá trị số. Cái phép đo thứ hai nó lại sampling rồi nó convert ra được giá trị số thứ hai. Thế thì làm như thế này thì nó sẽ mất 8 công đoạn này thì nó rất là khá là lâu. Đấy. Thế thì ở trong vi điều khiển ấy thì nó có một cái nó gọi là trích mẫu đồng thời. Đấy, trích mẫu đồng thời, tức là ở đây chúng ta có ví dụ như là có 5 bộ ADC chẳng hạn. Đây là ADC số 1. ADC số 1 thì nó có nhận được tín hiệu từ các cái đầu vào input là ví dụ RB0 này, RB1 này. Đấy, RB2 này. Đấy, ví dụ thế. ADC2 thì nó lại là nhận với RA1, RA2, ví dụ thế. Đấy, thì nó cũng ra hai cái bước là sampling và convert. Tương tự như vậy đến ADC4. Đúng không ạ nào? ADC4 thì nó nhận từ cái cổng khác, ví dụ RF hay là RD gì đấy. À, thế thì nếu em dùng 4 tín hiệu này, 1, 2, 3, 4 này, là ở trên 4 cái chân này như thế này. Này, RB, 3 nữa. Đấy, tức là phép đo thứ nhất, M1, M2, vân đến M4 đúng không? Em đưa nó vào 4 cái đầu vào của ADC1 thì chắc chắn là cái đồng chí 11, 12, 13, 14 này này là nó sẽ phải diễn ra cứ tuần tự là lấy mẫu xong rồi convert, lấy mẫu xong convert, bởi vì em chỉ có em đưa nó vào trong một bộ ADC và một bộ ADC này thì nó không thể nào nó làm song song được. Thế nhưng nếu giả sử em dùng M1 là ở đây, M2 em dùng là cái chân RA, M3, M4 gì đó đúng không, M4 thì em dùng ADC4 này ạ. Thế thì em có thể cài đặt cho 4 cái ADC để hoạt động song song với nhau. Chưa nào? Thì khi đó nó còn tùy thuộc vào cái cấu trúc của vi điều khiển. Có thể là nó cho phép là lấy mẫu đồng thời, tức là sampling đồng thời, nhưng convert thì lại convert tuần tự. Đúng không? Bởi vì đằng sau này nó sẽ có một bộ có thể là gì cả 4 cái bộ này dùng chung một bộ convert chẳng hạn. Thế thì nó lấy mẫu đồng thời, như vậy là em đã bớt được gì? Em như vậy là em chỉ còn là 3 à xin lỗi, em chỉ còn là 1 lần lấy mẫu nhưng mà 4 lần convert. OK, đúng chưa nào? Đấy. Nếu giả sử mà em đưa hết cả 4 cái M này vào một bộ ADC thì em sẽ mất là 4 lần lấy mẫu và 4 lần convert. Thế nhưng em nếu mà em phân bổ nó ra M1 vào bộ ADC1, M2 vào bộ ADC2 và cho phép lấy mẫu đồng thời thì như vậy em chỉ còn tốn có 1 lần lấy mẫu và 4 lần convert. Nếu giả sử mà chúng ta có 4 cái convert này nó song song với nhau chẳng hạn như thế thì chúng ta chỉ có 1 lần sample và 1 lần convert. OK. Vâng ạ, em hiểu rồi. Thì cái này nó tùy thuộc vào cái hardware của vi điều khiển em chọn. Đúng không? Vâng ạ. Thế thì khi đấy là một lần sample, một lần convert, cuối cùng em chỉ mất có 2 chu kỳ thôi. Em đã có đủ 4 cái dữ liệu rồi, vậy thì là cái cuối cùng của em sẽ thấy là gì? Em chỉ mất có đúng khoảng thời gian này để em làm measure thôi. Hiểu ý không nhỉ? Vâng, em hiểu rồi. Mà cái một cái ADC đó chỉ có một cái amplifier, một cái switch để lấy mẫu thôi hả Thành? Hay là nó có thể có nhiều? Thật sự ADC One thì nó có thể có nhiều cái switch để lấy mẫu không ạ? Nó có cái chọn kênh đấy, ví dụ như là nó giống như kiểu là một cái ADC nhá. Một cái ADC thì nó chọn kênh cái kiểu này, ví dụ như là nó đưa đến một cái bộ sampling này. Nhưng mà nó có thể là nó giống như một cái khóa, nó có cái đầu vào như này. Cái khóa này nó điều khiển bởi một cái bit nào đó ở trong vi điều khiển. Thế đây là RB0, RB1, RB2, RB3 chẳng hạn.
cái khóa này nó điều khiển, nó chuyển mạch đến cái điểm nào thì nó bắt đầu nó lấy mẫu và nó capture ở cái giá trị analog đó. Vâng, em hiểu rồi. Em cảm ơn thầy. Cái gì nữa không? À, thầy ơi, cho em hỏi. Ừ. Trước thầy có nói về cái vấn đề mà mình có thể bị mất dữ liệu khi mà dùng DMA ấy thầy. Là khi mà CPU đọc mà DMA nó lại ngắt là xong rồi nó cập nhật giá trị ấy. Thì xong thầy có gợi ý là mình sẽ là cài đặt thế nào đó để mà khi CPU nó đọc thì cấm ngắt DMA thôi. Dạ. Nó disable tất cả các ngắt đi. À. Hoặc là disable của cái DMA nó đi. Nhưng mà em tìm thì lại không có thấy được cái cách mà kiểu khi mà đọc cái vô hóa các cái còn lại thì thầy phải gợi ý cho em một tí để em tìm hiểu thêm về cái phương đấy. Cái này thì thực ra là chúng ta chỉ check về mặt nguyên lý thôi, chứ còn triển khai ở trên các dòng vi điều khác nhau thì tôi e là nó cũng sẽ khác nhau một chút, đúng không? Nhưng mà có những cái vấn đề đấy nó đặt ra thì chúng ta cần phải lưu ý và cần phải cẩn thận nhé. Nếu mà may mắn thì chúng ta không bị rơi vào trường hợp đó, nhưng mà chẳng may với một cái lúc nào đó chúng ta bị rơi vào thì hệ thống mà nó bị lỗi một cái chúng ta cũng không hình dung ra được, đúng không nào? Thế bây giờ thế này, chúng ta tưởng tượng này, đây bây giờ chúng ta có một cái bộ nhớ. Cái bộ nhớ như thế này. Thế ví dụ như là em có DMA ở đây. Cái DMA này nó đọc xong rồi nó sẽ ghi vào hai cái ô nhớ này đúng không ạ? Chẳng hạn đấy, đúng không? Ghi vào đây này. Ghi vào đây này đúng không? Còn của chúng ta thì chúng ta lại đọc ra, đúng không ạ? Đọc ra. Đúng không? Ví dụ tôi bảo đây là ô nhớ M1, ô nhớ M2. Đúng chưa nào? Thế bây giờ tất cả mọi thứ là nó đều phải làm lần lượt DMA, nếu mà nó làm ấy thì nó cũng ghi vào M1 xong nó ghi vào M2, phải đúng không? Sau đấy chúng ta lấy ra thì chúng ta cũng phải lấy lần lượt, là đầu tiên là lấy M1 xong rồi lấy ra M2. Thế bây giờ cái câu chuyện nó có thể xảy ra là gì? Là cái công việc của chúng ta nhé. Đó. Cái công việc của chúng ta là gì? Đang thực hiện lấy cái M1 ra và lấy M2 ra. Thế thì cái M1 ấy, đầu tiên là chúng ta lấy cái giá trị M1 nó ra. Và chúng ta mục đích của chúng ta là ghép cái số M1 và M2 lại theo cái kiểu format như thế này. Thế đương nhiên đầu tiên là chúng ta phải lấy M1 ra trước. Đúng không? Chúng ta phải lấy M1 ra trước, chúng ta nhét nó vào đây. Thế sau khi mà chúng ta đọc thực hiện cái câu lệnh, vì điều khiển nó thực hiện cái câu lệnh là lấy M1 ra thì nó mới dừng đến đây thôi. Thì tự dưng DMA nó ngắt và nó đưa cái dữ liệu mới vào. Ok? Đưa cái dữ liệu mới vào. Nếu đưa dữ liệu mới vào thì nó đưa, bởi vì là gì, DMA nếu mà không cẩn thận là mình là nó đưa đồng thời cả, tức là nó đưa lần lượt nhưng mà nó sẽ ngắt cái quá trình đọc lệnh hay là đọc cái bộ nhớ, đọc bộ nhớ ra. Thế cuối cùng ấy là cái giá trị mà mới nó đưa vào thì nó đây là M1, tôi viết màu đỏ là M2, đây lại thể hiện đây là cái giá trị mới, đúng không? Thế sau khi mà nó đưa cái DMA, nó đưa giá trị M1, M2 mới vào ấy, đúng không nào? Thì nó trả lại cái quyền làm việc cho cái chương trình của mình đang làm ở đây. Thế thì rõ ràng chúng ta thấy là gì? Quay trở lại đây, chúng ta lấy tiếp M2 ra, thì cuối cùng M2 của chúng ta lại là giá trị này. Ok? Thế cuối cùng là bây giờ là cái gói dữ liệu của mình ấy, nó lại thành là một cái sự kết hợp M1, M2. Và cái mà mình cần đấy là M1, M2 vàng. Chứ không phải là một nửa vàng, một nửa đỏ. Có phải không nhỉ? Thế thì cái dữ liệu này nó sẽ bị sai. Và do đó, nếu có một cái giải pháp mà người ta hay đưa ra, đấy chính là gì? Là khi mà tôi bắt đầu đọc, ok, tôi bắt đầu đọc cái này. À, tôi bắt đầu đọc, làm cái việc đọc như này. Thì tôi quay ra, tôi cấm ngắt. Tôi cấm DMA, tôi tạm dừng DMA. Tôi đọc cái này ra. Đúng không nào? Thế như vậy là tôi đọc, thì tôi sẽ được là gì? M1, M2, đúng không? Rồi tôi quay trở lại, tôi lại
tôi lại cho phép cái ngắt DMA hay là tôi cho phép DMA làm việc. Thế như vậy là tôi sẽ bảo toàn được cái dữ liệu của M1 và M2 nó đồng bộ với nhau. Ok không nhỉ? Ý nghĩa nó chỉ đơn giản là như thế thôi. Dạ vâng ạ. Em hiểu ạ. Cảm ơn. Nào hỏi thì cứ lên tiếng nhá. Tạm thời tôi tắt cái share màn hình. Thầy ơi, cho em hỏi câu nữa. Alo thầy ạ. Ừ, nghe đây. À vâng, em muốn hỏi một chút về cái hôm trước mà vừa nhóm cuối trình bày ạ, về cái hardware in the loop ạ. Ừ. Thì theo em hiểu cái này em chưa hiểu rõ lắm, tức là về cái mà single hardware ấy mà thầy có phân loại hôm trước ấy, tức là signal, mình có... signal chứ không phải single. Thì cái này có phải là kiểu mình có thể là kiểu phần cứng của mình ấy, thì nó hoàn toàn nó là cái mô hình ở trong mô phỏng, nhưng mà cái về về cái phần điều khiển, phần phần mềm ấy, thì mình hoàn toàn có thể là dùng một cái vi điều khiển ở bên ngoài thực để kết nối với cái phần cứng ảo ở đấy, đúng không đấy? Không hẳn như thế, không hẳn như thế. Thực ra mình gọi là hardware in the loop thì
Thực ra tôi gọi như thế để cho nó thân thuộc một chút thôi, chứ còn cái công việc mà các bạn ấy làm ấy nó không hẳn là hardware Zoolook, mà chúng ta gọi nó là fast prototyping, là tạo mẫu nhanh ấy. Hay là chúng ta còn gọi là hệ thống nhúng ấy. Tức là chúng ta thay vì chúng ta phải ngồi chúng ta nghiền ngẫm là thanh ghi rồi bộ nhớ của vi điều khiển rồi các cái ngoại vi vi điều khiển nó đang có, thì chúng ta không cần phải quan tâm đến nó, mà chúng ta chỉ quan tâm đến cái chương trình và thuật toán của chúng ta mà chúng ta đã chạy được ở trong mô phỏng thôi. Thì nó sẽ làm giảm bớt cái gánh nặng cho cái người nghiên cứu hoặc là cái người thiết kế, đúng không? Chứ bây giờ ví dụ như là các em là một kỹ sư R&D của một cái hãng nào đó, đúng không? Các em ngồi cày cuốc ra ra được một thuật toán làm việc rất là tốt, nhưng mà nó hơi phức tạp một chút. Thì bây giờ nếu mà bảo bắt các em là phải code cái thuật toán đó, cái thuật toán thì mới chạy mô phỏng được tốt thôi, đúng không? Nhưng mà nếu mà bắt các em code cái thuật toán đó ở trên vi điều khiển thì các em lại phải ngồi, các em lại phải đọc về vi điều khiển. Và nói thế chứ vi điều khiển nó cũng sẽ có những sự khác nhau nhất định. Ở các hãng khác nhau rồi các dòng vi điều khiển khác nhau thì nó cũng có thể nó có sự khác nhau. Cho nên là chúng ta mới chơi cái bài, tức là bây giờ thôi thì tôi dùng cái vi điều khiển nào cũng được. Và tôi cũng chẳng phải quan tâm nó là cái gì hết. Tôi có một cái công cụ, đấy là tôi đổ thẳng cái code từ Simulink, tôi đổ thẳng xuống cái kit hay là cái vi điều khiển đấy. Và tôi chẳng cần quan tâm nó là cái vi điều khiển nó là loại gì, rồi thanh ghi bộ nhớ nó ra sao, đúng không? Thì cái đấy chúng ta gọi nó là fast prototyping nhé. Fast prototyping. Chưa nào? Cái này thì ví dụ như là nó có thể là một số ví dụ, chẳng hạn như là em có cái in 3D, đúng không? Cái này thì nó cũng là một dạng fast prototyping, đúng không nào? Đấy. Thế cái 3D này thì các em cứ vẽ nó ra, xong rồi nó có cái máy in, nó cứ nhả vật liệu nó ra, xong rồi một lúc nó thành cái hình khối mà các em muốn làm. Thay vì các em phải ra mà các em làm khuôn, chế tạo mẫu khuôn thì đó rất là tốn tiền, thì các em có cái máy in 3D để các em làm thử, đúng không nào? Đó. Thế nhưng mà đương nhiên là cái mỗi một cái thì nó sẽ không 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 nó có ưu nhược điểm riêng. Ví dụ như là máy in 3D này, sau một cái sản phẩm nó ra thì nó có lồi lõm, nó có những cái ba vía, nó có nhiều thứ. Thế nhưng nếu em giả sử mà em làm khuôn ấy, thì cái sản phẩm em đưa ra nó rất là phẳng phiu, rất là đẹp đấy. Thế cho nên là mỗi một cái này thì nó nhanh, đúng rồi, nhưng mà nó sẽ có thể có tồn tại một số những cái mà các em cần phải tinh chỉnh lại đấy. Thế thì lập trình cái lập trình kia nó cũng thế, tức là khi mà em gọi là gì, em chuyển từ mã từ Simulink chuyển thành thành mã C, rồi chuyển thành assembly và chuyển thành mã máy để đẩy xuống vi điều khiển, thì nó có thể sinh ra một số những cái mã, sinh ra một số những cái bộ nhớ hay là cái biến mà nó không cần thiết. Đấy, thế thì nó mình cũng phải tinh chỉnh một chút đấy. Thế nhưng mà thực ra bây giờ nó có những cái công cụ tối ưu mã nguồn optimize, thì cái việc mà tinh chỉnh đấy nó cũng do máy nó làm luôn, đúng không? Đó nào. Đấy. Thế cho nên là đôi khi là chúng ta cũng thấy là đứng ở vị trí của cái người nghiên cứu, còn kỹ sư thì tôi sẽ nói nhé, đứng ở vị trí của người nghiên cứu hay là R&D chẳng hạn, thì cái công việc mà quan trọng đấy là gì? Tôi cần phải quan tâm đến cái algorithm của tôi, tức là cái thuật toán của tôi quan trọng cái này trước, sau đó thì tôi mới chuyển giao cho bên đội kỹ thuật, đúng không nào? Technical. Technician. Đấy, cái đội này sẽ hoặc là người ta sẽ tinh chỉnh cái mã của em, hoặc là người ta nhận cái thuật toán của em và người ta code ở trên một cái vi điều khiển nào đó, thì đây là công việc của technician. Thì cái này công việc của chính là cái này cũng là của kỹ sư. Đấy. Thì cái kỹ sư này là kỹ sư phần cứng, phần mềm, còn kỹ sư này là kỹ sư nghiên cứu, đúng không nào? Research engineer. Chưa nào? Nó sẽ có những cái công việc nó khác nhau. Thế bây giờ quay trở lại. Thế nếu mà tôi gọi cái fast prototyping này, nó là cái dạng mà chuyển thẳng từ 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 Simulink, đúng không? Simulink. Tôi chuyển nó thành cái code. Đó, code này thì tôi đổ lên hardware. Chưa nào? Có một số thầy gọi là một số người, số thầy cô vẫn 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 cứ suy nghĩ rằng là cái cách này nó sẽ chính là hardware Enzo Loop, đúng không nào?
cái cách này nó chính là hard enclosed loop. Thế thì nhưng mà thực ra cái suy nghĩ này thì nó không 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 hợp lý, không đúng lắm nhá, không đúng lắm, để nó khác. Hard enclosed loop thì thực ra nó là một cái thuật ngữ, nó muốn nói là gì? Đây là một cái cách thức để chúng ta mô phỏng. Nó chỉ là mô phỏng thôi, simulation thôi. Yeah, đấy là một hình thức để chúng ta mô phỏng. Tuy nhiên ý, thay vì chúng ta mô phỏng ở trên máy tính, tức là dùng software xong rồi mô phỏng, thì cái này chúng ta gọi là offline. Thì cái hardware loop simulation này ý, nó là dùng là gì? Bởi vì nó có chữ hardware mà, cho nên là cái thằng này nó là hardware, là mô phỏng một phần cứng. Nhưng mà cái này thì nó là online, hoặc mình dùng cái thuật ngữ mà nó kỹ thuật hơn đấy chính là real time. OK, đó, hai cái này khác nhau nhá. Cái này nó khác cái này. Chưa nào. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần chúng ta suy nghĩ là cứ có Simulink chúng ta chạy được rồi, chúng ta đổ code xuống hardware để cho nó chạy, thì cái này đơn thuần cái này nó chỉ là fast prototyping thôi, nó không phải là hardware loop simulation. Chưa nào. Đấy. Hardware loop simulation đấy chính là chúng ta mô phỏng cái hệ thống của chúng ta trong thời gian thực, và chạy trên một cái nền tảng phần cứng thời gian thực. Nó khác so với cả cái mô phỏng, cũng là mô phỏng, simulation, software simulation. Đúng không nào? Cũng là mô phỏng nhưng mà cái này là offline, chạy không có thời gian thực. Ví dụ như là các em đi điều khiển một cái động cơ, em có thể em đặt lệnh cho nó chạy trong 1 giây, nhưng mà thời gian chạy mô phỏng của nó thì em phải mất tới là gì? 1 tiếng chẳng hạn. Thì cái này nó không phải là thời gian thực. Đúng không? Cái này là offline. Thế nhưng mà ví dụ chạy trên hardware, em bảo là nó chạy trong 1 giây thì nó đúng là chạy trong 1 giây, đúng không? Để là kết quả sau 1 giây em phải có luôn kết quả, và kết quả đó em chạy được trong 1 giây. Đấy, thì hai cái này là khác nhau nhá. Thế bây giờ quay trở lại là thế nào là hardware simulation. OK, đã gọi là simulation có nghĩa là gì? Là nó không có thực, nó không có thực, tức là chúng ta không có cái đối tượng thật đấy để chúng ta thử nghiệm, có đúng không? Nó không có đối tượng thật để chúng ta thử nghiệm, tức là gì? Nó không có đối tượng thật. Thế thì bây giờ ấy, bởi vì chúng ta không có đối tượng thật, cho nên chúng ta mới phải đi nghĩ cách nào đó để chúng ta đi simulate đó, đúng không nào? Đấy, chúng ta phải đi simulate đó. Thế thì simulate thì có thể bằng nhiều cách, đúng không? Nhưng mà simulate này, lưu ý rằng cái simulate này nó phải là gì? Là real time, đúng chưa nào? OK, vậy bây giờ một cái hệ thống của tôi nhá, nó có cái khối A, nó có khối B, nó có khối C, đúng không nào? Và mấy cái thằng này nó có thể tương tác với nhau, nó liên quan đến nhau gì đó bằng cái cách hình thức nào đó. Thế bây giờ là OK, cái khối A này tôi có, khối B này tôi có, nhưng mà khối C này tôi không có. OK, đúng không nào? Để tôi có cái cục A, tôi có cục B, nhưng cục C tôi không có, thì tôi làm nào? OK, thế thì tôi mới đi mô phỏng. Thế nhưng bởi vì là cục A là đối tượng thật, cục B là cái cục thật, nhưng mà cái cục C thì tôi đi mô phỏng, nhưng bởi vì nó ghép vào cái cục A là thật và cục B là thật, cho nên ấy, cái cục C này nó phải được simulate dưới dạng là real time. OK, đúng không? Có phải không nhỉ? Ví dụ bây giờ thế này, ví dụ bây giờ này, tôi có cái A này là bộ điều khiển đi, tôi gọi là ECU đi, đây là bộ điều khiển. Rồi, cục cái C này thì cái C này tôi không có, nhá, tôi không có cái C này, cái B này tôi cũng không có. Có cái B không có cái C, tôi chẳng có cái gì, tôi ngoài cái cục A là cục ECU, tức là bộ điều khiển, chưa nào? Thế thì bây giờ nếu mà tôi vẫn muốn thử nghiệm cái hệ thống này mà thời gian thực theo dạng hardware loop thì bắt buộc tôi phải giả lập cái cục B và cục C thôi, tôi phải simulate cái cục B và cục C này thôi, có đúng chưa đã nào? Thế thì bây giờ tôi mới có cái cục A của tôi. À đây. Thế bây giờ tôi lại phải muốn thử nghiệm cái cục A này nó hoạt động có tốt hay không, thì tôi phải đi làm sao? Tôi giả lập cục B và cục C ở đây. Nào, bây giờ cục A là tôi có,
là nó là một cái kit đi điều khiển hay là một cái gọi là một cái nền tảng điều khiển ở đó, cái này là ECU chưa nào. Và bây giờ tôi muốn thử nghiệm cái nền tảng thuật toán của tôi triển khai trên cái kit ECU này, thì đương nhiên cái này là real time, đúng chưa nào. Và bởi vì là tôi chỉ có cục cái đối tượng A này, thế bây giờ tôi phải đi giả lập đối tượng B và đối tượng C, và bởi vì A nó chạy real time cho nên B với C nó cũng phải làm sao, phải real time, đúng chưa nào. Đấy, thế thì bởi vì là thế này, B với C tôi không có, vậy thì cách đơn giản nhất là tôi mới giả lập B và C, đúng chưa nào, cũng trên một cái ECU khác. Nhưng ECU này nó phục vụ cho mục đích là simulation, đúng không nào. Đấy, phục vụ cho mục đích là simulation, tức là mô phỏng cái E, B và C. Nói cách khác là cái mô hình toán của tôi dành cho B và C nó sẽ được chạy thời gian thực trên cái nền tảng của một cái ECU khác, đúng không nữa nào. Đấy, thế thì giữa A với cái nền tảng B và C này này thì chúng ta thấy là nó sẽ có những cái kết nối, đúng chưa nào. Bởi vì cái A này của chúng ta là bộ điều khiển và nó chỉ làm việc với tín hiệu thôi, trong cái bộ A này nó không có hề không có mạch van, không có điện tử công suất, nó cũng chẳng có các cái driver hay là gì gì đó, đúng không nào, nó không có điện tử công suất. Thế thì khi đấy cái B với C này nó cũng sẽ trả về những cái tín hiệu dành cho cái đồng chí A này, hoặc là nhận tín hiệu từ cái đồng chí A này nó gửi về. Những tín hiệu này sẽ được tiếp nhận bởi cái ECU để mô tả cái B và C, đúng chưa nào. B và C này là thuần túy là mô hình toán, đúng không nào, tiếp nhận những cái thông tin từ A, và khi đó nó có thông tin đầu vào, nó sẽ hoạt động theo cái mô hình toán mà chúng ta mô tả cái B với C này, và nó trả về cho A những cái tín hiệu, những cái trạng thái, những cái giá trị mà A nó cần. Thế thì chúng ta nhìn thấy ở đây cái hệ thống A này nó làm việc ở cấp độ là signal, đúng không nào, không có power, không có điện tử công suất gì trong này. Cái B này của chúng ta cũng thấy là gì, nó làm việc chủ yếu là trên mô hình toán và chạy trên một cái ECU, tức là một cái bộ điều khiển, một cái kit phát triển ở đó. Cái này nó cũng là gì, nó cũng chỉ là mô hình toán và nó giao tiếp với cái đối tượng A này thông qua những cái tín hiệu thông thường ở đấy thôi. Thì cái này chúng ta gọi là signal hardware loop, ok, chúng ta gọi signal hardware loop. À, ví dụ ở đây các em thấy là ở trong các phòng thí nghiệm của tự động hóa mình nó có những cái bộ tai phun, đúng không nào. Đấy, bạn nào làm thì cái này biết này, phun ở, đúng không, xong rồi là display chưa này. Thế đây là những cái nền tảng để chúng ta có thể mô tả cái đồng chí B với C này, cách là mô phỏng cái B với C này ở cấp độ tín hiệu đấy, cấp độ mô hình toán đó. Thế thì còn cái A này thực ra nó chính là một cái kit vi điều khiển, một cái kit nào đó đi vào một kit chưa nào. Thế nhưng mà có một cái lưu ý với các em rằng đối với cả cái signal hay loop này thì tất cả các tín hiệu mà trao đổi giữa A và C nó phải giống thật nhất có thể. Giống thật ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái mức cái gọi là gì, là sau khi mà mô tả cái này xong này, là chạy chạy thử nghiệm cái mô phỏng cái signal hay loop này xong này, tôi mang cái A này tôi lắp lên trên cái hệ thống thật của tôi. Ví dụ tôi bảo là tôi lắp lên trên một cái cấu trúc chẳng hạn, đúng không? Đúng không? Đấy, tôi lắp lên trên một cái cấu trúc. Thế là tôi mang cái này tôi lắp vào. Tất cả các tín hiệu đầu nối và đầu niếc là chuẩn cắm chuẩn kiếc là nó phải y xì như thế. Có thể là đầu nối thì chưa cần, nhưng mà nếu mà là càng làm được chuẩn chỉ thì càng tốt. Đầu nối này về cấp độ tín hiệu, về mức tín hiệu này, về các cái đầu vào ra này, vân vân. Tôi chỉ mang đúng cái A này tôi mang ra tôi lắp thật thẳng luôn lên trên cái cổng này thì cổng này phải chạy, đúng chưa nào. Đấy, thế thì ở đây chúng ta gọi là signal hardware loop, nó cần phải đảm bảo đầy đủ các cái tiêu chí. Thứ nhất, BC chạy real time, A thì đương nhiên là real time rồi, BC chạy real time, các behavior tức là cái hành vi của B với C này nó phải giống với cả cái đối tượng B với C thật ở đây, đúng chưa nào. Đấy, giống cái thằng này, giống cái thằng này, ok đó. Signal như thế này có hiểu ý không? Vâng, em hiểu, em hiểu. Để, rồi thế bây giờ cái câu chuyện tiếp theo ấy là nếu tôi có A là ria, ok,
Tôi có C. Ria. Mà A này nhớ này, A là ECU nhá. C này thì nó là thiết bị công suất nhá, là power nhá. Tức là ví dụ như là tôi có cái C này là một cái động cơ. Ok. Nghe nào. B. Tôi không có. Nhưng trong thực tế A, B, C nó phải nối với nhau. A cấp tín hiệu điều khiển cho thằng này, A cấp tín hiệu điều khiển thằng này, và hai cái thằng này nối với nhau ở cấp độ power. Ví dụ C là một cái động cơ, B là một cái động cơ chẳng hạn. Nhưng tôi chỉ có động cơ C mà tôi không có động cơ B, đúng không? Hay C là một cái nguồn, B là một cái nguồn, đúng không? Thì tôi làm thế nào? Ví dụ C ở đây tôi hay, bọn chúng tôi hay làm là C là siêu tụ điện. Ví dụ nhé, đây là ví dụ thôi. C là supercap. B là battery. Ok. Thế hai cái thằng này ok, nhưng mà chuẩn chỉ ra nữa thì hai cái thằng này nó nối với cả một cái lốt nào đó. Cái lốt này nó là ví dụ, nó là cái ô tô điện chẳng hạn, EV chẳng hạn. Nhưng cái lốt này tôi cũng không có luôn. B này battery tôi cũng không có luôn. C này thì tôi có supercap. Nhưng mà supercap nó lại nhiều lắm. Ở CTI tôi có nhiều supercap lắm, tôi có 4 cái supercap thôi. Thế thì tôi làm thế nào bây giờ? À, tôi mới lấy supercap để tôi giả lập thằng battery này. Thay thế bằng supercap. Tương tự như vậy, tôi lại lấy một cái supercap để tôi giả lập cái EV này. Ok. Thế là xong rồi tôi nối tất cả cái đống này với nhau. Được mà, đúng không? Cái A ở đây tôi phải điều khiển thằng B và thằng C. Đúng không nào? SC ở đây thì tôi muốn đưa nó vào đây thì tôi cần phải có thêm một cái bộ simulator nữa. Để tôi giả lập cái battery và cái EV này bằng cái siêu tụ. Ok. Thế thì ở đây trong trường hợp này là tôi muốn đánh giá, tức là tôi giả lập thằng B và thằng lốt này nhá. Tôi có cái thằng C, thằng này là thằng thật, thằng xịn. Và tôi sẽ chất cái thằng C này lên trên một cái xe ô tô. Đấy, nhưng bởi vì tôi không có cái battery ở trên ô tô. Đúng không? Mặc dù tôi có xe ô tô nhưng mà tôi không muốn chất nó lên supercap, tôi không muốn chất cái thằng C này lên ô tô, bởi vì là gì? Những cái thuật toán của tôi, những cái thiết kế của tôi nó chưa chuẩn. Làm sao mà tôi dám để lên ô tô được, đúng không? Cho nên là tôi mới bảo là gì? Ok, dạ, bây giờ tôi không có ô tô, nhưng mà tôi vẫn muốn thử nghiệm cái thằng C này sao cho để xem là nó phù hợp như thế nào với cả cái ô tô của tôi. Thế thì bây giờ cái ô tô của tôi nó bao gồm tất cả B, C và lốt. Đúng chưa đã nào? Trên thực tế nó gồm có B, C và lốt. Thế nhưng mà cái nhiệm vụ của tôi là tôi phải thử nghiệm xem thằng C nó phù hợp với cả hệ thống của tôi hay không. Thì bây giờ tôi mới bảo là tôi không chất lên xe, mà tôi phải giả lập cái xe. Giả lập cái xe thì bao gồm giả lập battery và giả lập cái tải là cái lốt ở đây, đúng không nào? Thế thì cái giải pháp tôi đưa ra là tôi dùng supercap để tôi giả lập battery, tôi dùng supercap để tôi giả lập xe EV, đúng không? Chưa nào? Chính là cái lốt ở đây. Thế thì bây giờ tôi mới thử nghiệm các thuật toán ở trên cái hệ mô phỏng này, thì cái này nó gọi là power hardware in the loop simulation. Không đã nào. Được chưa? Đấy, bởi vì rõ ràng là tôi có C, đây là thiết bị công suất. Battery này của tôi muốn nối với C thì battery cũng phải là công suất. Và cái lốt này mà nó muốn nối với cái hệ nguồn gồm có hai cái thằng nguồn battery với supercap thì cái hệ này cũng phải là hệ công suất, cho nên chúng ta gọi toàn bộ cái này là power hardware in the loop simulation. Ok? Thế điều đó có nghĩa là bây giờ tôi phải có một cái hệ thống mới, đúng không đã nào? Hệ thống mới của tôi là có cái gì? À, tôi có cái thiết bị A, đây là thiết bị điều khiển, đúng không? Tôi có thiết bị C, đây là cái thật, đúng không? Và tôi có một cái đồ giả gồm có siêu tụ, cái này cũng là SC nhé, siêu tụ nhưng mà giả lập battery, và một cái siêu tụ nữa để giả lập load, đúng chưa nào? Đó. Thế thì ở đây là tôi cần phải có một cái thiết bị điều khiển để tôi điều khiển cái đồng chí này.
Đây cũng là ECU, Simulation ECU. Để tôi điều khiển cái hệ thống battery và load này, hệ thống giả lập battery và load này, sao cho cái hành vi của cái siêu cái battery, cái hành vi của cái siêu tụ giả lập bát và hành vi của cái siêu tụ giả lập load này nó phải có hành vi giống thật, giống với cả cái battery thật và giống với cả cái load thật. Sau đó tôi mới nối hai đồng chí này lại với nhau, đúng không? Bằng phần cứng, bằng dây dẫn, đúng chưa nào? Còn cái thiết bị A này của tôi đem đi tôi điều khiển cái đồng chí này, đúng không? Thì cái này chúng ta gọi nó là gì? Power Hard and Loop cả hệ như thế này. Cái này rear. Cái này là simulate. Nhưng mà ở cấp độ là power. Tôi có thiết bị tôi giả lập, tôi thay thế cho cái đối tượng thật. Cái này là ECU. Hoạt động ở real time. Ok. Rồi, bây giờ hai cái này nó khác nhau và cái mục tiêu nó khác nhau ở chỗ nào? Mục tiêu của Signal Hard and Loop đấy là tôi thử nghiệm cái đối tượng A này, cái ECU, cái bộ điều khiển A này. Đấy, tôi thử nghiệm nó. Tôi thử nghiệm nó ở trong cái hệ thống giả lập của tôi, xem là cái đối tượng A này nó có hoạt động tốt hay không. Tôi có thể giả lập một số những cái scenario, ví dụ như là tôi cho B nó hỏng hay là C nó chạy, thì cái đối tượng A này nó phản ứng như thế nào, nó đưa ra các cái kịch bản thử nghiệm ra sao, xem cái đối tượng A nó thực hiện như thế nào. Thế thì đối với Signal Hard and Loop, tôi chỉ thuần túy tôi test cái A này của tôi thôi. Thế thì cái hệ thống chúng ta gọi là System Under Test chính là cái đối tượng A này. Ok. Thế còn đối với power, cái power của tôi ấy, là tôi đang muốn là gì? Tôi có thể thử nghiệm được là cái thiết kế của SC này nó có làm việc phù hợp với cả cái hệ thống mà tôi đang có đây hay không? Có nghĩa là tôi cái system under test của tôi chính là cái đối tượng là power. Ở đây, rear này là power nhé. Tức là cái đối tượng SC này của tôi có thể thử nghiệm ở mặt công suất. Cái A này của tôi cũng có thể thử nghiệm được là về mặt điều khiển. Như vậy, đối với power, hard and loop là tôi có thể thử nghiệm được cái thiết kế về mặt điện tử công suất, thiết kế về mặt sizing, thiết kế về mặt thiết gọi là tính toán của tôi về, ở cái cấp độ công suất. Nó làm việc nó có phù hợp với cả cái hệ thống thật hay không? Và các thuật toán điều khiển của tôi nó có tốt hay không, đúng không? Đó. Thì hai cái này nó có hai cái ý nghĩa khác nhau. Và muốn làm được, tôi muốn thử nghiệm được thì tôi cần phải lưu ý này, tôi cần phải giả thiết rằng tôi chấp nhận cái hệ này của tôi là ok. Assume. Cái này, assume. Là ok. Đúng không? Tôi phải giả thiết rằng tôi đồng ý là cái B với C này, cái mô hình này nó chạy đúng. Sau đấy tôi mới thử nghiệm cái A. Còn nếu mà chuẩn chỉ hơn nữa là chúng ta cần phải validate cái B với cái C này. Sao cho nó mô tả được dùng đối tượng thật. Cái đấy là chuyện đương nhiên, đúng không? Nên là nếu mà tôi validate được cái B cái C này là nó chạy giống thật. Thế thì khi đấy cái A này nó điều khiển cái B với cái C này thì cái A thì cái độ tin cậy của cái toán ở trong cái A này sẽ nâng cao hơn, đúng không? Tương tự như vậy là cái hành vi của cái SC dành cho battery và SC để mô tả load này, nếu mà chúng ta validate được nó giống thật thì cái thiết kế SC này của chúng ta khi nó nối với cả cái hệ này thì chúng ta chấp nhận cái thiết kế này, nếu mà nó chạy tốt, đúng không? Đúng yêu cầu thì tôi chấp nhận cái thiết kế của SC ở đây, đúng không? Đã nào. Thế nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không có điều kiện thì chúng ta mới phải lẩn đi một chút bằng cách là gì? Tôi thử nghiệm, tôi đưa các tín hiệu vào, tôi thấy là cái hành vi của này nó giống hệ thống thật. Đấy, ví dụ như là bây giờ cái thằng này tôi đi mô tả nó, tôi bắt trước cái xe, ví dụ như là cái xe Prius chẳng hạn, có đúng không nào? Thế nhưng mà đến khi mà tôi thử nghiệm thì cái đặc tính của thằng này nó giống xe, ví dụ như là xe Nissan, xe Leaf chẳng hạn, thì cái đấy nó chẳng sao cả, bởi vì là nó vẫn là cái xe, đúng không nào? Đấy, thế tuy nhiên ấy, chúng ta cần phải cẩn thận. Đấy là cái sizing, ví dụ như là chúng ta nếu mà chúng ta cần quan tâm đến cái sizing thì chúng ta cần phải cẩn thận là gì? Cái xe Prius này với cái xe Nissan này, cái size của nó, cỡ của nó có phù hợp với nhau hay nó có tương tự với nhau hay không? Nếu mà nó tương tự với nhau thì cái thiết kế của SC này chúng ta có thể sử dụng được. Chúng ta có thể sử dụng cái hệ thống giả lập ở phía dưới này để thử nghiệm cái thiết kế của SC ở đây, cũng như cái thuật toán điều khiển của cái ECU ở chỗ này. Đúng không nào? Hiểu ý chưa?
Dạ vâng, em hiểu rồi. Okay. Cảm ơn thầy. Và cái kỹ thuật nhé, tôi cũng nói luôn, cái kỹ thuật để chúng ta có thể dùng supercap để giả lập battery, dùng supercap để giả lập tải, cái kỹ thuật đó chúng ta lưu ý rằng là hoàn toàn có thể dựa trên MR. Ok, dùng MR để chúng ta làm những cái chuyện này nó rất là straightforward. Tức là rất là tưởng mình đó. Đương nhiên ở trong cái môn học này thì tôi không 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 gọi là gì, tôi không hướng dẫn về MR, nhưng nếu bạn nào mà đã từng nghe đến MR hoặc là biết MR ở đâu đó thì chúng ta cũng lưu ý rằng là tất cả những cái này chúng ta dùng MR rất là tốt. MR nó viết tắt của energetic macroscopic. Representation. Ok. Được không các em? Rồi, bây giờ tôi lại tắt cái màn hình đi. Bạn nào cần hỏi lại cứ hỏi nhé. Thế thầy cho em hỏi một câu nữa được không ạ? Alo. Ok, Vâng. hỏi đi. Hôm hôm đầu tiên thầy có nói đến cái phần thiết kế bộ điều khiển theo miền liên tục và miền Z để mà thầy bảo là cái thiết kế miền điều khiển bộ điều khiển trên cái miền rời rạc ấy, là nó là xu hướng của nó là gọi là mới ấy. Thế vậy thì ở thời điểm hiện tại thì thầy hay dùng cái kiểu thiết kế bộ điều khiển trên miền Z hay là miền S ạ? Mà tại sao lại vậy ạ? Tôi đâu có bảo là trên thiết kế thêm miền rời rạc là xu thế đâu nhỉ? Nó lại như là cái tích mới à? Còn cái kia nó lâu lắm rồi ạ. Không, thực ra thì nó tùy thuộc vào thói quen của mọi người, thì nó cũng chẳng có cái gì gọi là mới cái cũ hay là xu thế cái gì đây cả. Theo tôi có thói quen là tôi vẫn thiết kế ở trên miền liên tục, bởi vì là tôi hay làm việc với cả các đối tượng ở trên miền liên tục. Còn nếu mà bạn nào mà hay làm việc với cả cái đối tượng hay là mô tả nó trên miền rời rạc thì chúng ta cứ làm thôi. Vâng. Nó không có những cái gọi là xu thế hay là quy chuẩn gì ở đây đâu anh. Ai quen với Vâng. cả cái cách thiết kế nào, quen với cách mô tả hệ thống như thế nào thì chúng ta sẽ tương ứng là cái cách thiết kế bộ điều khiển nó sẽ tương ứng như vậy. Nhé. Vâng, bởi vì là em không thấy nhiều người thiết kế xung quanh em thì em chưa thấy những người nào thiết kế theo một rời rạc nhiều nên em thắc mắc cái đó. Ừ.
Cũng cũng có thể đấy, cũng có thể, bởi vì là về cơ bản nhé, về cơ bản thì chúng ta đều đi mô tả hệ thống của chúng ta. Chúng ta đi thiết làm Simulink, chúng ta mô tả hệ thống, xong rồi chúng ta từ cái mô tả đó thì chúng ta mới 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 đi thiết kế điều khiển. Và thường thì ví dụ như là khi để chúng ta đi mô hình hóa, đúng không, là bao giờ chúng ta cũng xuất phát từ các định luật vật lý, và định luật vật lý thì thường là người ta xây dựng ở trên miền thời gian. Thế thì từ cái phương trình đó thì chúng ta mới đi tập hợp lại thành cái mô hình hệ thống, rồi chúng ta đi phát triển và thiết kế các cái thuật toán điều khiển hay là bộ điều khiển ở trên cái mô hình đấy. Thế thì bởi vì cái mô hình thời gian là cái mô hình có trước, sau đấy chúng ta mới đi rời rạc hóa để có được cái đối tượng rời rạc. Thế thì có thể là chúng ta hay tiếp cận nó từ cái góc nhìn về miền liên tục ở trên miền thời gian sớm hơn so với cả cái việc là chúng ta đi thiết kế trên 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 miền rời rạc. Cho nên là chúng ta theo thói quen đó thì chúng ta cũng không có nhiều người, hay là chúng ta cũng lười chuyển nó sang miền miền rời rạc để chúng ta đi thiết kế. Và thường thì mọi người là gì, làm ở trên miền thời gian xong rồi thì chúng ta mới đi rời rạc hóa cái bộ điều khiển đấy. Đấy đấy là cách bình thường thôi. Còn đương nhiên có những cái bộ điều khiển mà bắt buộc nó phải thiết kế ở trên miền 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 rời rạc. Ví dụ như là deck bit thì đương nhiên là chúng ta thấy là nó phải được thiết kế ở trên miền miền rời rạc rồi. Đúng không? Hay là một số những cái thuật toán khác, chẳng hạn như là các cái bộ quan sát, bộ ước lượng, thì chúng ta thấy là có những cái bộ quan sát mà nó hoạt động ở trên miền rời rạc ngay từ ban đầu, khởi thủy của nó là như thế rồi, thì chúng ta thấy là người ta cũng 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 đi rời rạc, và chúng ta người ta làm việc trực tiếp với cả miền rời rạc luôn. Đấy là cũng 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 là do cái đặc thù của cái công cụ đấy, cũng như là cái thói quen của người người nghiên cứu hay là người thiết kế. Nó cũng chẳng, tôi nghĩ rằng là cũng không có cái xu thế hay cái gì ở đây cả. Vâng, em cảm ơn thầy.